Bạn nhá, hôm nay mình sẽ vào rừng ấy, vào đấy sẽ ngủ lại một đêm. Mình sẽ làm những video giải trí để mà các bạn biết được cuộc sống của người Gia-rai ở rừng, làm rẫy cho những hạt lúa, hạt thóc ấy. Thì mình sẽ làm cho các bạn xem được những cảnh người Gia-rai làm những công việc. Mình sẽ đánh bắt những cá để chuột này, những món hải sản và lại thu rừng. Các bạn xem và sẽ biết được những sống của người sinh của người dưới đây ở rừng nha. Các bạn đừng quên là xem những video của siêu hốc chứ vlog mình đây, là cho mình một điểm vào đây và hỗ trợ để mà mình sẽ là tiếp tục làm những video hay giới thiệu đến mục đích là giải trí của những cảnh người dưới đây. Vâng, mình bây giờ chuẩn bị mình sẽ đi vào rừng ấy. Mình sẽ ở lại khoảng một đêm. Có anh em đi trước rồi mình sẽ đi sau. Các bạn đừng quên theo dõi video của mình trong rừng nha. Bây giờ mình đã tới đích rồi các bạn. Các bạn xem những cảnh của mình. Giờ mình đã tới đích rồi. Mình sẽ được ở đây á. Mình ở đây đây, mình sẽ ngủ lại một đêm. Các bạn đừng quên là xem kênh của mình, like và đăng ký hộ kênh của Siêu Hấp Nhiệm Rộng mọi người nha. Để mà mình vui nha. Giờ mình sẽ làm những tới đấy này để chính thức sẽ làm những lô đây. Giờ lạnh quá này, phải đốt lửa sẽ ấm tí. Chiều rồi ấy, gần tối rồi, hoàng hôn rồi. Tắm rửa xong rồi về ăn cơm, ngủ. Được mấy con rồi? Đấy. Thả xong rồi quay lại được mấy lạng cá rồi đấy. Sáng mai xem có được có đẹp hay không. Nấu cơm rồi, nấu nước rồi. Đây có nồi cá nha. Ở rừng mình phải nấu cơm bằng củi, bằng lửa bên củi. Cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn nướng gì đấy? Cá. Cá sao nướng với cá đầu? Đầu là nướng gì? Cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Nếu bỗng nhiên đi thì... trắng soi cả cuộc đời và cả một đời đôi chân qua vậy đấy. Bí đỏ
Đây, phần của mình là cái đầu của con cá ở suối cá hoàn lắt. Khô mèo quá, phải nè. Đây là đầu bếp của bọn tớ hay đêm 3 ngày đấy. Nay mình đã đi bẫy chuột với thả cá. Tối nay anh em nó đi cái cá này, bổ sung thêm nữa. Sáng mai mới có nhiều được cái cho cái món đặc biệt hơn. Hôm nay tối rồi không làm được nữa video á. Thì anh em cũng nghỉ ngủ gì. Tối rồi về ngủ. Sáng mai con tiếp tục đi làm. Bắt cho em. Em nhìn. Tên lại nhìn.